Danh Higo xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an. Hôm nay Doanh đang ở trên đỉnh đèo Áng Tòng của tỉnh Bắc Cạn. Trên đường đi nằm về thì hôm nay Doanh sẽ quay một số cái cảnh ở nơi đây cho các bạn xem. Các bạn xem. Hiện Doanh đang ở đỉnh đèo Áng Tòng, tỉnh Bắc Cạn. Thời tiết buổi chiều này hôm nay rất là nhiều sương mù các bạn nhé. Đấy, phía sau Doanh là con đường. Anh quay một số cái cảnh nơi đây cho các bạn xem. Sau những làn mây các bạn.
Thanh đang đứng ở chỗ thác nước đèo An Toàn các bạn ơi. Anh đang review lại hết cái khu thác nước này cho các bạn xem. Các bạn vào xem video của Doanh thấy hay, hãy cho Doanh một like, một đăng ký kênh và nhớ là nhấn chuông các bạn nha, để theo dõi Doanh. Và đừng quên comment phía dưới để góp ý cho Doanh để Doanh ra những cái video hay hơn cho các bạn xem nhé. Các bạn vào xem video thấy hay, hãy cho Doanh một like và một đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông và comment phía dưới video của Doanh để Doanh ra những video hay hơn các bạn nha. Phong cảnh rất là đẹp ạ. Thác nước video của Doanh kết thúc ở đây các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hãy đăng ký cho Doanh các bạn nha. Rồi, Doanh xin kết thúc video tại đây. Chào các bạn.